Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết ngày 11 tháng 7. Thưa quý vị và các bạn, vùng thấp nóng phía Tây sẽ có quá trình mở rộng và hoạt động mạnh hơn. Vì thế, nắng nóng ở Bắc Bộ tiếp tục gia tăng. Thời tiết trong ngày 11 tháng 7 ở các tỉnh Bắc Bộ sẽ phổ biến là nắng nóng và nắng nóng gay gắt với mức nhiệt cao từ 36 cho đến 37 độ. Cục bộ có nơi gần 38 độ. Ở miền Trung, quá trình phát triển trở lại của vùng thấp nóng phía Tây cũng tác động rất mạnh đến các tỉnh thành ở miền Trung. Dự báo ngày 11 tháng 7, toàn khu vực của Thanh Hóa trở vào cho đến Phú Yên đồng loạt có nắng nóng trên diện rộng, với mức nhiệt cao trong ngày dao động trong khoảng từ 36 đến 37 độ. Ở khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên, trong ngày 11 tháng 7, 3 ngày trời có nắng và chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong cơn dông, bà con đề phòng với lốc sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở vùng Tây Nguyên sẽ dao động trong khoảng từ 30 đến 31 độ, còn ở khu vực Nam Bộ, mức nhiệt là từ 33 cho đến 36 độ. Trên biển, dự báo trong ngày mùng 10 tháng 7, mưa rào và mưa dông sẽ xuất hiện trên nhiều vùng biển, trong đó có hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tầm nhìn xa vì thế cũng giảm xuống dưới 10 km. Và sau đây là phần dự báo thời tiết chi tiết các vùng đất liền nước ta. Khu vực thủ đô Hà Nội, từ ngày 11, nhiệt độ ban ngày có thể tăng mạnh lên mức 35 đến 36 độ, có nơi sấp xỉ 37 độ. Đợt nắng nóng lần này duy trì ít nhất là đến ngày 13. Từ ngày 14, nhiệt độ bắt đầu giảm nhẹ 1 độ một ngày. Ở khu vực Lạng Sơn, Quảng Ninh, từ ngày 11, nhiệt độ có thể tăng thêm 1 đến 2 độ, lên mức 33 đến 34 độ và duy trì đến hết ngày 14. Những ngày sau đó thì nhiệt độ ban ngày có thể giảm mạnh xuống mức 30 đến 31 độ. Ở khu vực Thái Bình, Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình, từ ngày 11, nhiệt độ tăng khoảng 1 độ một ngày, lên mức 34 đến 35 độ, có nơi sấp xỉ 36 độ đến hết ngày 12. Từ ngày 13, nắng nóng bắt đầu có xu hướng giảm dần, nhiệt độ giảm nhẹ khoảng 1 độ một ngày. Khu vực Bắc Ninh, khu vực Bắc Giang và một số khu vực lân cận, nhiệt độ ban ngày ổn định ở mức từ 33 cho đến 35 độ đến hết ngày 14. Những ngày sau thì nhiệt độ có thể giảm nhẹ 1 độ mỗi ngày, mưa nhỏ có khả năng diễn ra ở một số ít khu vực và rải rác trong ngày. Lưu ý là mưa chỉ diễn ra cục bộ một vài nơi và trong thời gian ngắn. Ban ngày nhiều nơi tiếp tục có nắng nóng. Ở khu vực Hải Dương, khu vực Hải Phòng, nhiệt độ ban ngày ở mức từ 32 đến 33 độ trong ngày 11. Những ngày sau thì nhiệt độ có thể tăng thêm từ 1 đến 2 độ. Đối với khu vực Thái Nguyên, nhiệt độ ban ngày ổn định ở mức 33 đến 34 độ từ ngày 11 đến ngày 14. Còn từ ngày 15, nhiệt độ bắt đầu giảm nhẹ khoảng 1 độ một ngày, mưa rào rải rác diễn ra cục bộ, thời gian có mưa to thường diễn ra về đêm và sẽ duy trì ít nhất là trong 2 ngày tới. Lưu ý là vùng mưa to chỉ diễn ra cục bộ vài nơi. Ở khu vực Hà Giang, khu vực Tuyên Quang, Bắc Cạn và Cao Bằng, nhiệt độ ban ngày ổn định ở mức 33 cho đến 35 độ đến ngày 12. Từ ngày 13, nhiệt độ sẽ giảm khoảng 1 độ một ngày, mưa vừa mưa to về đêm và sáng sớm sẽ thường xuyên lặp lại trong những ngày tới. Lưu ý, đề phòng có khả năng xảy ra dông lốc và gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa. Ở khu vực Lào Cai và Yên Bái, nhiệt độ ban ngày tiếp tục ổn định ở mức từ 33 cho đến 35 độ đến ngày 13 tháng 7. Những ngày sau đó thì nhiệt độ ban ngày có thể giảm từ 2 đến 3 độ. Lưu ý là mưa về đêm và sáng sẽ thường xuyên lặp lại trong những ngày tới. Cao điểm về mưa sẽ diễn ra trong ngày 11. Đề phòng có khả năng xảy ra dông lốc và gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa. Ở khu vực Sơn La, nhiệt độ ban ngày ổn định ở mức 29 đến 31 độ đến hết ngày 12 tháng 7. Những ngày sau thì nhiệt độ có thể giảm nhẹ 1 đến 2 độ, mưa sẽ diễn ra rải rác trong ngày, vùng mưa chỉ diễn ra cục bộ vài nơi. Lưu ý là trong buổi sáng và buổi trưa của ngày 11, cục bộ một số nơi có khả năng xảy ra mưa to. Khu vực Điện Biên, khu vực Lai Châu, nhiệt độ ban ngày sẽ giảm nhẹ 1 độ so với ngày mùng 10, ban ngày ở mức từ 31 đến 32 độ. Nền nhiệt độ này sẽ duy trì đến hết ngày 14. Lưu ý là mưa sẽ có xu hướng gia tăng từng ngày trong những ngày tới. Thời gian có mưa to thường diễn ra về sáng sớm và buổi chiều, bà con cần đề phòng với khả năng xảy ra dông lốc và gió giật mạnh. Lưu ý là mưa sẽ diễn ra trong ngày 11 tháng 7. Xuống đến thời tiết của khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Từ ngày 11, nhiệt độ ban ngày có khả năng tăng mạnh đến mức 36 đến 37 độ. Đợt nắng nóng lần này sẽ duy trì đến hết ngày 14. Những ngày sau đó thì nhiệt độ ban ngày có thể giảm mạnh xuống mức 30 đến 32 độ. Lưu ý từ ngày 14 đến ngày 16, khu vực này sẽ có khả năng bước vào một đợt mưa mới. Xuống đến thời tiết khu vực từ Quảng Bình cho đến Thừa Thiên Huế, nắng nóng tiếp tục ổn định ở mức cao từ 35 cho đến 36 độ đến hết ngày 11. Từ ngày 12 đến ngày 14, nhiệt độ ban ngày có khả năng giảm nhẹ xuống mức 32 đến 34 độ. Từ ngày 15, nhiệt độ ban ngày tiếp tục giảm mạnh xuống mức 29 đến 31 độ. Một đợt mưa mới có khả năng diễn ra và bắt đầu từ ngày thứ hai của tuần tới.
Xuống đến thời tiết của khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi, từ ngày 11 đến ngày 14, nhiệt độ ban ngày có khả năng tăng thêm 1 đến 2 độ, lên mức 35 đến 36 độ. Đợt nắng nóng lần này sẽ chấm dứt từ ngày 15. Vào thời điểm này, nhiệt độ ban ngày có khả năng giảm mạnh xuống mức 28 đến 30 độ. Mưa nhỏ có khả năng xuất hiện ở một số ít khu vực về chiều tối. Ở khu vực Bình Định, khu vực Phú Yên, nhiệt độ ban ngày sẽ tăng thêm 2 đến 3 độ, lên mức 34 đến 35 độ trong ngày 11. Nên nhiệt độ này sẽ còn duy trì ít nhất là đến hết ngày 13. Những ngày sau đó thì nhiệt độ có thể giảm nhẹ khoảng 1 độ một ngày. Trong những ngày tới thì mưa có xu hướng giảm dần, mưa nhỏ chỉ còn diễn ra ở một số khu vực về chiều. Lưu ý, từ ngày thứ 2 của tuần tới, mưa vừa mưa to có khả năng diễn ra ở nhiều khu vực. Khu vực Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận, nhiệt độ ban ngày cũng tăng nhẹ 1 đến 2 độ, lên mức 33 đến 34 độ trong khoảng từ ngày 11 đến ngày 14. Những ngày sau đó thì nhiệt độ có thể giảm từ 2 đến 4 độ, tùy theo từng khu vực. Lưu ý là vùng mưa chỉ diễn ra cục bộ vài nơi. Sang đến thời tiết khu vực của Tây Nguyên, tại tỉnh Gia Lai và Kon Tum, nhiệt độ ban ngày ổn định ở mức 26 đến 27 độ trong ngày 11. Những ngày sau thì nhiệt độ có thể giảm thêm từ 1 đến 2 độ, mưa về sáng sớm và chiều sẽ thường xuyên lặp lại trong những ngày tới. Vùng mưa chỉ diễn ra cục bộ vài nơi và mưa sẽ xảy ra trong thời gian ngắn. Đối với các khu vực nằm ở phía nam của Tây Nguyên như Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng, nhiệt độ có phần cao hơn, dao động ở mức từ 29 đến 30 độ trong ngày 11. Những ngày sau đó thì nhiệt độ có thể giảm nhẹ 1 đến 2 độ, mưa về chiều sẽ thường xuyên lặp lại trong những ngày tới. Đợt mưa lần này dự kiến sẽ còn kéo dài. Nắng về sáng là chủ đạo và sẽ duy trì trong vòng nhiều ngày tới. Xuống đến thời tiết khu vực của Nam Bộ. Tại khu vực của thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, nhiệt độ ban ngày ổn định ở mức cao trong khoảng từ 32 cho đến 33 độ trong ngày 11. Những ngày sau đó thì nhiệt độ có thể giảm nhẹ 1 đến 2 độ, nắng về sáng và mưa về chiều tối sẽ thường xuyên lặp lại trong những ngày tới. Đợt mưa này dự kiến sẽ kéo dài ở khu vực Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước. Nhiệt độ ban ngày tiếp tục ổn định ở mức cao từ 32 cho đến 33 độ, có nơi xấp xỉ 34 độ. Trong khoảng ngày 11 đến ngày 13, những ngày sau đó thì nhiệt độ có thể giảm khoảng 1 độ mỗi ngày. Trạng thái mưa về chiều sẽ thường xuyên lặp lại. Lưu ý là mưa sẽ có xu hướng gia tăng từng ngày. Trong những ngày tới, ở khu vực Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, nhiệt độ ban ngày ổn định ở mức từ 31 cho đến 32 độ. Trong ngày 11 tháng 7, mưa nhỏ và mưa vừa rải rác về chiều tối sẽ thường xuyên lặp lại và duy trì trong nhiều ngày tới. Ở khu vực Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, nhiệt độ ban ngày ở mức từ 32 cho đến 33 độ và kéo dài đến ngày 12 tháng 7. Những ngày sau thì nhiệt độ sẽ giảm từ 1 đến 2 độ mỗi ngày. Trạng thái nắng về sáng, mưa to về chiều sẽ thường xuyên lặp lại trong những ngày tới. Lưu ý là mưa sẽ có khả năng gia tăng hơn từ ngày 14 đến ngày 16. Ở khu vực Bà Rịa, Vũng Tàu, khu vực Đồng Nai, từ ngày 11, thời gian có mưa tập trung về chiều và tối. Nhiệt độ ban ngày vẫn ổn định ở mức từ 31 đến 32 độ. Từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 7, những ngày sau đó thì nhiệt độ có thể giảm từ 1 đến 2 độ. Khu vực Cà Mau đến Kiên Giang, nhiệt độ ban ngày ở mức từ 31 đến 32 độ trong ngày 11. Những ngày sau thì nhiệt độ có thể giảm nhẹ từ 1 đến 2 độ. Trạng thái nắng về sáng và mưa về trưa chiều sẽ thường xuyên lặp lại và duy trì trong nhiều ngày tới.